Dạ con muốn hỏi về quan điểm của thầy về tính từ quân tử tiểu nhân, từ quân tử mang dấu trọng nam khinh nữ thời đó, chứ con gái cũng quân tử được có phải không ạ? Xin lỗi vì hỏi hai câu nhưng con nghĩ đây là một phải năm câu hỏi rồi. Thưa với quý vị á, là nếu như nếu như mình phân tích cho nó rõ cái nghĩa thì quân tử, quân á, tức là vua, tức là cái người cai trị, tử là người, thì quân tử ở đây cái nghĩa gốc á, là người cai trị. Ví dụ như là một cái nhà vua thì gọi là quân tử, cái nghĩa gốc á, là cái kẻ cai trị thì gọi là quân tử. Mà cái kẻ cai trị thì xưa giờ thì nam không có nói chuyện nam nữ, mà kẻ cai trị thì gọi là quân tử. Nhưng mà do những cái nghĩa bổ sung thêm cho cái từ này, cho nên là quân tử nó mới có nghĩa đối lập với tiểu nhân. Thì mình cứ cứ hiểu cái kẻ tiểu nhân như thế nào thì mình cứ nghịch lại với nó thì mình là người quân tử thế thôi, chứ còn không có cần phải nam hay nữ gì hết ha. Nhưng mà nhớ, cái chữ quân tử là cái chữ của thế gian, và cái thế gian họ định nghĩa quân tử ví dụ như là người có đủ những cái đức tính ở trong nho giáo như là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thì đó là quân tử. Rồi nhưng mà đó, cái người quân tử mà trong Phật giáo á, nha, bất kể nam nữ, nhưng như người như thế này thì được gọi là quân tử nè. Thứ nhất là người giữ gìn năm giới. Thứ hai là người tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Thứ ba là người thường sống trong tứ vô lượng tâm. Thì người như thế mới gọi là quân tử ở trong Phật giáo. Còn không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về cái vấn đề này không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Về cái vấn đề quý vị hỏi quân tử tiểu nhân á, thì nó có hai cách trả lời, giống như là Đức Hành Tại nói thì sư cũng hoàn toàn đồng ý đó. Nếu vị muốn hiểu quân tử hay tiểu nhân phương diện thế gian thì nó quá dễ rồi. Không, lên Google đánh vô quân tử tiểu nhân là gì, nó qua nó ra tường tận. Tuy nhiên ở đây quý vị hỏi câu hỏi này mà gửi vô Phật pháp thì quý sư sẽ cố gắng nói như thế nào để cho nó phù hợp với tinh thần Phật pháp, không? Để mục đích để làm chi? Để cho bản thân quý vị và những cái vị mà nghe rất vấn đáp này nè, từ chưa có niềm tin Phật pháp, họ có niềm tin, không? Từ những người có niềm tin, họ tăng trưởng thêm niềm tin. Hay là những người mà bị tà kiến thì mong là họ sẽ giải tỏa được cái tà kiến không còn nữa. Cho nên quý sư, mặc dù quý vị có hỏi những cái câu hỏi nó thiệt, đôi khi nó thiên hướng về trên Google lắm. Khi nói Google là hiểu đó, là thế gian. Mà quý sư sẽ cố gắng là giải thích sao cho nó phù hợp với Phật pháp đó, để giống như là kéo kéo quý vị gần gũi lại với lời Phật dạy hơn, rồi rút ngắn sinh tử quý vị hơn. Thì đây là xin nói rõ nha, cái quan điểm cá nhân của sư thôi. Thì khi mà nói cái quân tử thì theo theo sư á, là giống như Đức Hành Tại có nói đó, thế gian nói là cái người mà cai trị đó. Thì là xin nhớ đến một cái câu pháp cú mà nói là cho dù có thể làm chuyển luân thánh vương hay làm vua cõi trời dục giới này nọ đó, các kiểu gì đó, nhưng mà cái đó là vẫn chưa là gì, vẫn chưa gọi là một cái người cai trị hay một vị vua của trong dục giới, không, hay là trong cõi người, vẫn chưa gọi là cái vị vua thực sự. Mà trong pháp cú đó nó thì vị cái vị vua
cái hay là cái người cai trị mà có quyền lực thực sự đó, chính là bậc dự lưu thưa vị, tối thiểu là một vị bậc thánh dự lưu. Đó là cái người, hay là cái người mà đi trên, đi thực thực và hành, học và hành theo lời Phật dạy, đi trên con đường giải thoát khỏi sinh tử. Còn cái tiểu nhân ở đây thì suy nghĩ là nếu mà giải thích cho phù hợp Phật pháp, cái tiểu nhân ở đây là những cái người mà thuộc quyền cai trị những người này, đúng không? Nhưng mà tiểu nhân đây mình phải hiểu là, theo quan điểm của sư thôi nha, thì mình hiểu là mình tuy là tiểu là nhỏ thiệt, nhưng mà cái nhỏ này là mình làm các phiền não, mình là người thực hành theo là Phật dạy, mình làm cho các phiền não nó không có chi phối mình. Hay là cái vấn đề tiểu á, là cũng có trong Đường Bất Bốn Bất Khả Khinh thôi vậy đó, là ngay cả cái vị mà Tân Tỳ Kheo mới tu, hoặc là cái vị Sa Di á, mới tu á, thì cũng không gọi là một cái người mà nhỏ được, người nhỏ được, đúng không? Đôi khi các vị Tân Tỳ Kheo á, là cái vị đó lại là thánh nhân, đúng không? Hay là thông thạo pháp học pháp hành, đúng không? Rồi lại một cái chữ tiểu á, ở trong giáo pháp á, là giáo pháp á, của Thế Tôn á, là giáo pháp của Ngài không phân biệt giai cấp thưa vị, không những bị phân cấp là hạ đẳng ca, có nghĩa là thượng đẳng hay là hạ đẳng hết, mà đức giáo pháp của Ngài, Ngài chỉ nói về cái sự bình đẳng về cái sự giác ngộ đó, thì cái đúng tinh thần. Ở đây thì sư cố gắng sư làm sao cho cái câu này mang hướng đời nhiều hơn, nhưng mà cho phù hợp Phật pháp cho quý vị thôi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.